Vinh Hữu Thắng, à thưa Chủ tịch Hữu Thắng, là thời gian vừa rồi thì Bố Đức có đưa ra một quan điểm là Thành phố Hồ Chí Minh khó có thể vô địch được và không thể vô địch được ở V-League năm nay. Quan điểm của anh về vấn đề này như nào? Quan điểm của tôi thì từ bản thân đội Thành phố Hồ Chí Minh cần phải cố gắng từ trận một đấy. Chặng đường còn dài, mới chỉ đi hết một nửa giải đấu, chưa nói được điều gì xảy ra. Tất nhiên những cái chuyện này thì một đường đường chuyện này, anh Đức là một người rất có uy tín, cũng rất có công với bóng đá Việt Nam, thì đó là một cái ý kiến của anh Đức làm sao tôi muốn giải đấu một sự công bằng nữa. Thì cái chuyện đó thì tôi nghĩ thuộc về VFF và TPF sẽ trả lời như vậy. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã từng cầm quân ở câu lạc bộ Hà Nội, cho nên là anh cũng sẽ rất là hiểu cái cách vận hành của các đội bóng. Anh, cái thời mà anh làm cho đội Hà Nội thì nó có những câu chuyện mà nó làm ra cái mất sự công bằng. Nếu như thời điểm đó thì câu lạc bộ Hà Nội, tôi đã cầm quân năm 2009 đấy, thì tất cả mọi cái chỉ là câu lạc bộ Hà Nội mới lên hạng chuyên nghiệp. Cho nên mọi cái rất mới mẻ và chúng tôi chỉ đá để bảo trụ hàng thành công và lọc vào đến top 4 là một điều thành công. Còn mọi cái thì dư luận của bên ngoài khán giả hoặc tất cả những cái họ nói đấy, thì tôi nghĩ một lần nữa sự trả lời của VFF và VFF tổ chức giải đấu, tất cả những giải đấu đó thì quy tụ cả 14 đội, là 14 thành viên của giải đấu, thì phải tuân thủ tất cả những luật chơi của cuộc chơi. Quan điểm của anh về cái chuyện một ông chủ nhiều đội bóng như thế nào? Tôi nghĩ là một ông chủ với nhiều đội bóng thì nhiều hàng khác nhau thì mới đủ quy luật FIFA. Chứ nếu mà một ông chủ mà nhiều đội bóng mà cùng một hàng đấu thì FIFA luật nguyên tắc là họ cấm thôi. Là một người đã từng học bằng pro, anh thấy cái việc mà như thế này nó sẽ tạo ra mất cái sự công bằng như thế nào, và mình làm thế nào để mình có thể giải quyết được vấn đề này? Cái này thì thật sự là phải viện dẫn luật của FIFA. Với tất cả những cái sự thật như thế thì nó phải trả lại chữ trong sạch cho bóng đá, sự công bằng của bóng đá. Cái đó để những người làm luật, và bên cạnh đó thì tôi nghĩ cái đó phải có những cái câu trả lời rõ ràng. Liên đoàn cụ thể là phải làm gì theo quan điểm của cá nhân anh? Nếu mà thật sự có tình cảm thì liên đoàn cũng phải làm viện dẫn luật của FIFA để làm công cụ có tình cảm xảy ra. Nếu mà thật sự có tình cảm đó. Cách đây khoảng 8 năm thì anh đã dẫn dắt xong làm người em vô địch. Thì cái năm đấy là anh thấy có công bằng không? Anh thấy công bằng bằng cách tính như thế nào? Tôi cũng như nói với các cầu thủ trong làm cũng như ở Thành phố Hồ Chí Minh là đừng có không phải viện dẫn một cái lý do cái gì khác, mà phải nỗ lực bản thân mình cái đã, nỗ lực của đội mình cái đã. Còn mọi cái sau thì mình có một cái xét công bằng hay không là để cho khán giả nhìn nhận. Anh có tự tin năm nay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể chinh phục được đỉnh cao của anh? Từng trận một sẽ cố gắng mức độ cao nhất. Vì tên anh là Thắng thì em nghĩ là có thể. Cảm ơn anh. Cố lên anh.